Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều trong thời gian qua đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh Giá Hơi Hàng Ngày của chúng tôi. Nếu như những thông tin trong video này là bổ ích đối với quý vị và các bạn thì hãy cho mình xin một like ở video này. Và đừng quên ấn đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi cập nhật Giá Hơi Hàng Ngày. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin Giá Heo Hơi sáng ngày Chủ nhật ngày 20 tháng 11 năm 2022. Quý vị và các bạn thân mến, một tin mừng đối với các hộ chăn nuôi, đặc biệt là ở các tỉnh thuộc thị trường miền Bắc. Trong ngày hôm nay, công ty cổ phần chăn nuôi CP miền Bắc đã bắt đầu tăng giá heo thịt bán ra thêm 1.000 đồng trên 1 kg. Chính vì vậy mà tại nhiều địa phương ở thị trường miền Bắc trong ngày hôm nay cũng đã có xu hướng tăng nhẹ, dao động từ 500 cho đến 1.000 đồng trên 1 kg, nhất là các tỉnh ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ. Tuy mới bắt đầu đợt tăng giá và chỉ có xu hướng tăng nhẹ 500 cho đến 1.000 đồng, nhưng đây là một điều đáng mừng đối với các hộ chăn nuôi, bởi trong thời gian qua, giá heo hơi liên tục giảm, có những thời điểm chỉ còn mức giá 52 cho đến 53.000 đồng trên 1 kg, khiến cho người chăn nuôi thua lỗ nặng. Theo ghi nhận ở các tỉnh thuộc thị trường miền Bắc trong ngày hôm nay, mức giá phổ biến đó là từ 53 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg. Và đặc biệt mức giá 56.000 đồng trên 1 kg xuất hiện ngày càng nhiều hơn. Những đàn heo đẹp vẫn có mức giá 57.000 đồng. Ghi nhận một số địa phương ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ có mức giá cao như là Hưng Yên, Thái Bình hay là đối với tỉnh Hải Dương. Nhiều nơi báo giá 55 cho đến 56.000 đồng trên 1 kg trong ngày hôm nay. Và trong 2 ngày qua, thương lái mua heo đã hỏi ở các trang trại nhiều hơn. Nhiều chủ trang trại tin rằng giá heo sẽ còn tăng thêm nên chưa đẩy mạnh bán ra trong ngày hôm nay. Ngành như một số địa phương ở khu vực Trung Du và miền núi phía Bắc như là Thái Nguyên, Phú Thọ, Vĩnh Phúc hay là đối với Bắc Giang trong ngày hôm nay cũng rục rịch tăng giá. Mức giá 54 cho đến 56.000 đồng cũng đã xuất hiện ở nhiều địa phương thuộc khu vực này. Ghi nhận một số địa phương ở khu vực vùng cao như Điện Biên, Lai Châu trong ngày hôm nay, mức giá 54 cho đến 58.000 đồng xuất hiện nhiều. Đặc biệt trên địa bàn tỉnh Lai Châu, nhiều nơi còn báo giá đến 60.000 đồng trên 1 kg. Khu vực Lào Cai, Yên Bái trong ngày hôm nay phổ biến trong khoảng từ 54 cho đến 56.000 đồng trên 1 kg. Tuy đà tăng ở các địa phương này chưa rõ ràng, nhưng đây được đánh giá là mức giá cao ở thời điểm hiện tại. Ngay như một số địa phương ở khu vực phía Đông Bắc như Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang hay là đối với tỉnh Tuyên Quang trong ngày hôm nay cũng có mức giá khả quan hơn. Đợt tăng giá heo bắt đầu, tuy nhiên đợt tăng giá này mới chỉ xuất hiện ở các tỉnh thuộc thị trường miền Bắc. Còn đối với các tỉnh ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên, theo ghi nhận chỉ có duy nhất Thanh Hóa và Nghệ An là có mức giá cao, các địa phương khác hầu như dưới 55.000 đồng trên 1 kg. Cụ thể, theo ghi nhận Thanh Hóa và Nghệ An trong ngày hôm nay, báo giá phổ biến từ 53 cho đến 56.000 đồng trên 1 kg. Số ít các địa phương ở khu miền núi của tỉnh Thanh Hóa báo giá 57.000 đồng, đặc biệt là khu vực Quan Sơn, Quan Hóa và Mường Lát. Còn đối với các tỉnh ở thị trường miền Nam Trung Bộ, phổ biến dao quanh từ 51 cho đến 55.000 đồng. Khu vực Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa hay là đối với tỉnh Bình Thuận đang có mức giá như vậy. Tây Nguyên vẫn duy trì mức giá thấp trong cả một tháng qua, phổ biến dao quanh từ 50 cho đến 53.000 đồng trên 1 kg trong ngày hôm nay. Lâm Đồng có mức giá nhỉnh hơn từ 52 cho đến 54.000 đồng và hầu như các địa phương này không có sự thay đổi. Các tỉnh ở thị trường miền Nam trong ngày hôm nay tiếp tục có xu hướng đi ngang với mức giá phổ biến từ 51 cho đến 56.000 đồng trên 1 kg, tùy thuộc vào từng địa phương và tùy thuộc vào chất lượng của heo. Ghi nhận một số địa phương ở khu miền Đông Nam Bộ như thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu hay là đối với tỉnh Đồng Nai có mức giá dao động từ 53 cho đến 56.000 đồng trên 1 kg. Nhiều hộ chăn nuôi báo giá ở huyện Đất Đỏ của Bà Rịa Vũng Tàu trong ngày hôm nay chỉ phổ biến trong khoảng từ 53 cho đến 54.000 đồng. Trong khi đó, các tỉnh ở thị trường miền Tây có mức giá 51 cho đến 55.000 đồng. Bến Tre, Sóc Trăng, Bạc Liêu là những địa phương có mức giá ổn định trong thời gian vừa qua và trong ngày hôm nay dao động trong khoảng từ 52 cho đến 53.000 đồng trên 1 kg. Các địa phương có mức giá nhỉnh hơn như Long An, Tiền Giang hay là đối với tỉnh Cần Thơ, nhiều nơi báo giá lên đến 55.000 đồng trên 1 kg trong ngày hôm nay. Và chi tiết hơn theo ghi nhận, giá heo hơi được cập nhật mới nhất trong ngày hôm nay ở các địa phương trên cả nước như sau. Trước hết đó là đối với các tỉnh ở thị trường phía Bắc trong ngày hôm nay, Hà Nội phổ biến mức giá từ 53 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg, và hầu như địa phương này vẫn chưa cho thấy sự tăng giá. Hưng Yên trong ngày hôm nay có xu hướng nhích nhẹ dần lên với mức giá phổ biến từ 54 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg. Thái Bình cũng có mức giá 54 cho đến 57.000 đồng trong ngày hôm nay. Hải Dương với mức giá 54 cho đến 56.000 đồng. Nhiều hộ chăn nuôi báo giá cục Thanh Miện của tỉnh Hải Dương có mức giá 55.000 đồng trên 1 kg. Khu vực Ninh Giang có mức giá lên đến 56.000 đồng, mức giá cao nhất toàn tỉnh. Hà Nam với mức giá 53 cho đến 56.000 đồng trên 1 kg. Khu vực Hải Phòng có mức giá 54 cho đến 56.000 đồng. Quảng Ninh với mức giá 54 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó, đối với tỉnh Nam Định có mức giá bình quân từ 54 cho đến 56.000 đồng. Ninh Bình trong ngày hôm nay có xu hướng tăng nhẹ một giá lên 54 cho đến 57.000 đồng. Đặc biệt, một số hộ chăn nuôi báo giá khu vực Gia Viễn của tỉnh Ninh Bình trong ngày hôm nay phổ biến trong khoảng từ 55 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg. Khu vực Trung Du và miền núi cũng dục dịch tăng giá trở lại. Theo ghi nhận tại tỉnh Thái Nguyên trong ngày hôm nay có mức giá 53 cho đến 56.000 đồng trên 1 kg. Phú Thọ bình quân từ 53 cho đến 55.000 đồng. Vĩnh Phúc trong ngày hôm nay có xu hướng nhích nhẹ dần lên với mức giá 53 cho đến 56.000 đồng. Khu vực Tam Dương, Tam Đảo của tỉnh Vĩnh Phúc trong ngày hôm nay báo giá 54 cho đến 56.000 đồng trên 1 kg. Sông Lô báo giá 53 cho đến 54.000 đồng. Bắc Giang có mức giá 54 cho đến 56.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó, đối với tỉnh Lạng Sơn, với mức giá 53 cho đến 56.000 đồng. Ghi nhận ở huyện Văn Quan của tỉnh Lạng Sơn trong ngày hôm nay có mức giá 55.000 đồng trên 1 kg. Cao Bằng phổ biến mức giá 53 cho đến 55.000 đồng. Tuyên Quang trong ngày hôm nay cũng có mức giá 53 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg. Nhiều hộ chăn nuôi báo giá khu vực Yên Sơn của địa phương này có mức giá bình quân 54.000 đồng. Khu vực Bắc Cạn trong ngày hôm nay có mức giá 53 cho đến 56.000 đồng. Lào Cai phổ biến trong khoảng từ 54 cho đến 56.000 đồng trên 1 kg. Ghi nhận khu vực Mường Khương và Bắc Hà trong ngày hôm nay có mức giá cao hơn 56.000 đồng. Khu vực Bảo Thắng trong ngày hôm nay phổ biến 54 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg. Nhiều hộ chăn nuôi báo giá khu vực Bảo Yên có mức giá bình quân 55.000 đồng. Yên Bái phổ biến mức giá 55 cho đến 56.000 đồng trên 1 kg. Khu vực Sơn La trong ngày hôm nay phổ biến 54 cho đến 57.000 đồng. Lai Châu có mức giá 55 cho đến 58.000 đồng trên 1 kg. Điện Biên phổ biến trong khoảng 54 cho đến 57.000 đồng. Trong khi đó, đối với tỉnh Hòa Bình có mức giá 53 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg. Các tỉnh ở khu miền Trung theo ghi nhận Thanh Hóa có mức giá 53 cho đến 57.000 đồng. Nghệ An trong ngày hôm nay phổ biến 52 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg. Hà Tĩnh có mức giá 52 cho đến 55.000 đồng. Trong khi đó, đối với Quảng Bình, Quảng Trị phổ biến mức giá 51 cho đến 54.000 đồng trên 1 kg. Huế có mức giá 53 cho đến 55.000 đồng. Các tỉnh ở thị trường miền Nam Trung Bộ theo ghi nhận Đà Nẵng có mức giá 54.000 đồng trên 1 kg. Quảng Nam, Quảng Ngãi phổ biến 53 cho đến 55.000 đồng. Bình Định dao động trong khoảng từ 51 cho đến 54.000 đồng trên 1 kg. Phú Yên có mức giá 52 cho đến 54.000 đồng. Khánh Hòa trong ngày hôm nay cũng có mức giá tương tự 52 cho đến 54.000 đồng trên 1 kg. Ghi nhận ở khu vực Vạn Ninh của tỉnh Khánh Hòa trong ngày hôm nay có mức giá bình quân 53.000 đồng. Khu vực Khánh Vĩnh có mức giá 54.000 đồng trên 1 kg. Ninh Thuận và Bình Thuận theo ghi nhận trong ngày hôm nay, hai địa phương này có mức giá dao động từ 52 cho đến 55.000 đồng. Các tỉnh ở khu vực Tây Nguyên theo ghi nhận Kon Tum phổ biến mức giá 51 cho đến 54.000 đồng. Khu vực Gia Lai trong ngày hôm nay không có sự biến động, dao động 50 cho đến 53.000 đồng trên 1 kg. Đắk Lắk có mức giá bình quân từ 51 cho đến 53.000 đồng. Đắk Nông và Lâm Đồng phổ biến trong khoảng 51 cho đến 54.000 đồng trên 1 kg. Thị trường miền Nam trong ngày hôm nay, một số địa phương có mức giá cao như Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh. Các địa phương này trong ngày hôm nay phổ biến trong khoảng 54 cho đến 56.000 đồng trên 1 kg. Bà Rịa Vũng Tàu có mức giá 53 cho đến 55.000 đồng. Bình Dương phổ biến trong khoảng 53 cho đến 54.000 đồng trên 1 kg. Bình Phước 53 cho đến 55.000 đồng. Tây Ninh trong ngày hôm nay cũng không có sự biến động với mức giá giao quanh từ 53 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg. Các tỉnh ở thị trường miền Tây Nam Bộ theo ghi nhận trong ngày hôm nay, khu vực An Giang có mức giá bình quân 52 cho đến 53.000 đồng. Bạc Liêu trong ngày hôm nay phổ biến trong khoảng 53 cho đến 54.000 đồng trên 1 kg. Bến Tre có mức giá 52 cho đến 54.000 đồng. Khu vực Cà Mau theo ghi nhận trong ngày hôm nay phổ biến trong khoảng 53 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg. Cần Thơ có mức giá dao động 52 cho đến 54.000 đồng. Đồng Tháp phổ biến mức giá 54.000 đồng trên 1 kg. Kiên Giang có mức giá 53 cho đến 55.000 đồng. Khu vực Hậu Giang có mức giá 53.000 đồng trên 1 kg. Khu vực Hậu Giang có mức giá 53.000 đồng trên 1 kg. Sóc Trăng trong ngày hôm nay có mức giá 51 cho đến 53.000 đồng. Long An là địa phương có mức giá cao trong ngày hôm nay. Nhiều nơi báo giá phổ biến từ 53 cho đến 55.000 đồng. Trong khi đó, Vĩnh Long có mức giá 52 cho đến 54.000 đồng trên 1 kg. Và đó là những thông tin cuối cùng trong bản tin giá hơi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo của chúng tôi.